vốn là một vị y sư bình thường trong giới tu tiên, nhưng hệ thống lại tặng ta 999 tỷ vạn năm vô địch tu vi. Từ đó về sau ta không còn chữa bệnh cứu người, mà là giết người. Chỉ vì thân thể ta quá yếu, sử dụng tu vi phải trừ đi tuổi thọ. Vì vậy ta lập ra một quy định, chỉ cần có người lấy ra linh đan diệu dược và công pháp tăng tuổi thọ, ta sẽ giúp hắn giải quyết thù địch. Những dược liệu này đủ để luyện một viên giải độc đan, tạm thời kiềm chế được độc tố sắp chết của Hứa Đại Phú rồi. Nhanh chóng trở về cứu hắn. Ai ra? Là tu sĩ. Khi nào thì ta mới có thể trở thành tu sĩ? Hắn tên là Tam Phong, 3 năm trước xuyên việt đến đây, không có ngón tay vàng, cũng không có hệ thống tiêu chuẩn, thậm chí không có thiên phú tư chất để tu tiên, hơn nữa còn mang theo bác cha mẹ song vong, sắp chết đói thì bị một lão già tiệm thuốc bí ẩn thu nhận, học được một thân y thuật. Hôm nay lên núi hái thuốc là để cứu chữa bằng hữu nhiễm độc cương Hứa Đại Phú. Chỉ là không ngờ lại gặp phải trận chiến giữa các tu sĩ. Thế giới tu tiên này thật sự quá nguy hiểm, nếu bị cuốn vào cuộc chiến của hai người này, sợ rằng sẽ chết không toàn thây. Ta vẫn nên đi mau. Chết tiệt, đúng là sợ cái gì đến cái đó. Xin lỗi, ta làm mất mặt đội quân xuyên việt. Tam Phong không ngờ cuộc tấn công mãnh liệt như vậy, mình lại không bị thương chút nào. Tiếp theo một bảng thuộc tính bật ra. Chúc mừng túc chủ đạt được 999 tỷ vạn năm vô địch tu vi, có thể giải phong sử dụng bất cứ lúc nào. Lý do thân thiện, nếu túc chủ sử dụng tu vi vượt quá cường độ thân thể, sẽ bị trừ đi tuổi thọ tương ứng. Hệ thống, sao ngươi bây giờ mới đến? Sau khi có được 999 tỷ vạn năm vô địch tu vi, Tam Phong không còn hoảng sợ nữa, thậm chí còn thưởng thức cuộc chiến của hai tu sĩ kia. Cú đánh màu đen này. Đúng rồi, lúc nãy chính là tên này suýt nữa giết nhầm ta. Sao lại có một người phàm ở đây? Thôi kệ, dù sao ta cũng sắp chết, cứ làm việc thiện đi. Đừng động đậy, hiện tại ta còn một chút pháp lực yếu ớt trong cơ thể, vừa đủ sử dụng phù nhỏ di chuyển. Gửi ngươi một người phàm rời khỏi nơi này, đừng hòng chạy. Xong rồi, giờ ngươi muốn đi cũng không được nữa. Nghe nói ngươi muốn tìm ta báo thù. Người phàm nhỏ bé của Nhiên không biết trời cao đất dày. Chết đi. Giải phong tu vi. Cho ta trấn áp. Cái này là chuyện gì vậy? Ngươi đã làm gì ta? Thiếu niên này rõ ràng là người phàm, nhưng tại sao vừa rồi lại bộc phát ra sức mạnh khủng bố như vậy? Ngươi định dùng cái gậy gỗ này giết ta? Không thì sao? Tại sao ta rõ ràng biết đây là một cây gậy gỗ bình thường, nhưng trong lòng vẫn bất an như vậy? Ta đã khai mở ba mạch khí trong thân thể cứng như kim cương, chỉ bằng cái gậy gỗ trong tay ngươi, làm sao có thể làm hại được ta? Thật sao? Cha ta Thạch U là một trong những trưởng lão của giáo phái Sắc Đà, ông ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Cuối cùng là tu vi gì mới có thể tạo ra uy thế khủng bố hủy thiên diệt địa như vậy bằng một nhát kiếm? Ta chỉ sử dụng một chút sức mạnh của 999 tỷ vạn năm tu vi, đã dễ dàng chèn núi Đại Long Sơn trải dài 3 vạn dặm thành hai nửa. Nếu sử dụng toàn bộ sức mạnh, sợ rằng chỉ cần động tay một cái là thế giới này sẽ không còn. Túc chủ sử dụng sức mạnh vượt quá giới hạn chịu đựng của thân thể, giảm tuổi thọ 3 năm. Trước đây nghe lão già nói, trên đời có một số thiên tài địa bảo và công pháp tăng tuổi thọ. Nếu có thể đạt được phương pháp trường sinh, chẳng phải có thể tùy ý sử dụng vô địch tu vi hay sao? Tại sao hắn truy sát ngươi? Bí bảo này chính là nguyên nhân Thạch Long truy sát ta. Đây là đế khí từ bi kiếm, Triều Nhan xin tiền bối nhận lấy. Tam Phong nghe lão già nói về đế khí, là những pháp bảo đỉnh cao do những vị tiên để thống trị một thời đại nắm giữ. Nhưng hắn sở hữu 999 tỷ vạn năm tu vi nên không thèm. Ngươi giữ thanh kiếm này đi. Lấy ra một quyển công pháp tăng tuổi thọ có thể tu luyện ở cảnh giới dưỡng huyết, hoặc là đan dược tăng tuổi thọ, coi như báo đáp ân cứu mạng của ta. Triều Nhan không mang theo vật phẩm tăng tuổi thọ, nhưng giáo phái tạm thời có một môn công pháp dưỡng huyết, tu luyện thành công có thể tăng tuổi thọ 30 năm. Nếu tiền bối không chê, Triều Nhan lập tức trở về lấy cho tiền bối. Tốt, rất tốt. Ngươi mau chóng lấy đến. Không biết tiền bối còn cần gì nữa không? Ngươi có dược liệu chữa thương giải độc không? Trong này có 5 viên ngũ phẩm ngọc thiềm đan, có tác dụng giải độc chữa thương, không biết tiền bối có xem trọng không? Có thể sau khi lấy được công pháp thì đến tiệm thuốc cửu quang ở Thiên Vũ thành ta. Vậy Triều Nhan cáo từ trước. Đồng thời sâu trong núi Đại Long Sơn,
Trong khe núi bị kiếm khí chém ra, một cung điện máu khổng lồ lộ ra. Đối mặt với câu duyên kinh thiên động địa, Tam Phong chỉ liếc nhìn một cái, rồi lại đi về nhà như không có chuyện gì. Theo tiếng chuông vang liên tục từ sâu trong núi Đại Long Sơn, tin tức từ bi địa cùng xuất thế nhanh chóng lan truyền khắp giới tu tiên đại trọng. Các tu sĩ từ khắp nơi đổ về tranh đoạt cơ duyên. Trên đường về nhà, Cự Điên nhìn những người tu hành không ngừng bay về hướng núi Đại Long Sơn với vẻ ngưỡng mộ. Nếu ta có thể bay lượn trên không, thì không cần phải vất vả đi đường như vậy nữa. Một canh giờ sau, cuối cùng Tam Phong cũng trở về Thiên Vũ Thành, thành phố vô cùng náo nhiệt. Mọi người hào hứng bàn tán về mọi chuyện xảy ra ở núi Đại Long Sơn. Cuối cùng là vị cường giả tuyệt thế nào ra tay, chém núi Đại Long Sơn thành hai nửa bằng một nhát kiếm, thật sự đáng sợ. Đúng vậy, lúc đó đất rung núi chuyển, ta suýt nữa bị cảnh tượng đó làm cho ngất đi. May mắn là nhát kiếm này không chém về phía Thiên Vũ Thành, không thì hậu quả khó lường. Không ngờ Từ Bi Đế cũng lại ẩn giấu trong núi Đại Long Sơn, không biết thiên tài nào có thể đoạt được di sản của Từ Bi Tiên Đế. Nghe những lời bàn tán của thành phố, không biết lúc nào Tam Phong đã đến trước cửa một tiệm thuốc, Cửu Căng Dược Phòng. Đây là nhà của Tam Phong trong 3 năm qua. Lão già người đã đi nửa năm rồi, chẳng lẽ đã bỏ trốn với con nhỏ đó? Nửa năm trước, một người phụ nữ dáng người thon thả tìm đến lão già, nói vài lời nhỏ to bên tai lão già. Lão già liền đi biệt vô âm tín. Tam Phong có lý do để nghi ngờ mình bị bỏ rơi. Tam Phong, sáng sớm nay ngươi chạy đi đâu vậy? Người nói chuyện chính là Hứa Đại Phú bị trúng độc. Hiện tại hắn mặt mày đen xì, mắt đỏ ngầu, hai hàm răng bên cạnh nhọn hoắt, thậm chí 10 ngón tay cũng dài và sắc bén. Rõ ràng là sắp biến thành cương thi. Đại Phú, ngươi không hề hoảng sợ gì cả à? Thật muốn biến thành cương thi, chỉ là độc cương làm sao có thể hại được ta? Đợi tối nay ta lại đi một chuyến đến Nghĩa Trang Hoàng, giết con cương thi già kia, độc cương này tự nhiên sẽ dễ dàng giải quyết. Chỉ bằng tu vi của ngươi, vẫn nên thôi đi. Lại đây nuốt viên đan này đi. Cái gì đây? Ngũ phẩm ngọc thiềm đan. May mắn là con cương thi cắn ngươi không có đạo hạnh cao, không thì ngươi đã biến thành cương thi rồi. Sáng sớm nay ngươi ra ngoài là để tìm thuốc giải cho ta. Anh trai anh thật tốt. Đừng nói vậy, toàn thân ta nổi da gà. Hứa Đại Phú cười ha ha, mở nắp lấy ra một viên ngọc thiềm đan nuốt luôn. Hiệu quả của thuốc nhanh chóng phát huy, không lâu sau đã hoàn toàn giải trừ độc cương trên người hắn. Viên ngọc thiềm đan này tốt thật, ngươi lấy ở đâu vậy? Chẳng lẽ đã hy sinh nhan sắc? Ngươi đừng nói bậy, nhặt được trên đường. Ngươi cứ nói dối đi. Đúng rồi, hôm nay chuyện xảy ra ở núi Đại Long Sơn ngươi biết không? Nghe nói có tiên đế chém núi Đại Long Sơn thành hai nửa. Nếu ta có thể gặp được vị cường giả tuyệt thế đó, bái ông ta làm cha ta chẳng phải bay lên trời sao? Nhanh quỳ xuống đi, con trai ngoan. Ta coi ngươi như huynh đệ, ngươi lại muốn làm cha ta. Không có cách nào, ai bảo ta chém núi Đại Long Sơn,